1. Chúc mừng canh 3 đạt 10 triệu view. Đúng rồi. 10 triệu rồi. Oh my god. Thôi mục tiêu 100 triệu view nào. Hôm nay thực sự là vui thật và thấy mọi người ở dưới rất là hạnh phúc. Hôm qua thì hơi buồn nhưng mà hôm nay thì hết cái buồn rồi. Và thấy là mọi người ở dưới rồi mọi người ủng hộ cho mấy chương trình Quân như là Dennis thì Quân với Dennis nghĩ rằng là cái giải thưởng này thực sự là của gia đình nhà mình. Và Quân chỉ mong rằng là sẽ cố gắng hơn nữa và chắc là sau Tết chúng ta lại có một cái gì đấy. Rồi. Sẽ có nhân vật thứ tư. Em bé. Tí nữa sẽ cho mọi người, mỗi người cầm vào cái thuốc một tí. Em cầm cho. Em cầm giúp anh nhá. Mọi người truyền tay đi, đừng làm quen là được. Cẩn thận nha mọi người. Thay mặt đi kìa. Thay mặt cảm ơn mọi người. Rồi nào, bây giờ cái gia đình này là gia đình rất là dã man. Ôi đen ơi, mọi khoảnh khắc của chúng ta có thể tràn ngập làm comment sợ nên bây giờ 1 2 3 này. Một hai ba phát là các bạn ơi, mình quay nó 1 2 3 là ngầu nhá. Không men sang lên, mình phải sang lên, mình phải sang lên. 1 2 3 Cắt đi tôi cầm.